Rồi, video này chào các bác nha. Video này giới thiệu các bác là có một chiếc Yamaha 2020. Hai con 2020 nhá. Chứ không phải một con đâu, nhưng mà em giới thiệu từng con trước. Con này thực ra thuộc đẳng cấp. Đây, nếu như các bác mua nhớ con tem mà bị xích mất gốc á, ngay chỗ cô bô nha. Đó, nếu như hỏi con nào thì phải hỏi cho rõ ràng, con nào em chỉ đúng con đó. Con này cái bô làm bị nám mất miếng đó, nói rõ vậy luôn. Thì các bác mua thì cố gắng alo, nếu như muốn chiếc này thì mua, còn không thì chiếc bên kia. Hai em 2020 rất đẹp nha, rất đẳng cấp. Đấy, hai con mới như nhau, rất đẹp, rất tuyệt vời. Hai con nào cũng đẹp hết, hai con nào máy cũng đều ok hết. Hai nghìn hai mươi nhá, máy thì không thể chê được một cái điểm nào hết á. Không có bô nha, đến chốc nữa nó nổ cành cành nghe tếu lắm, thì các bác cũng thông cảm bởi vì em chưa bắt bô vô đấy. Thì các bác mà mua thì bao các bác nắp kết nước kết đồ đầy đủ hết rồi, bô viết đầy đủ nước, con này chạy nước xanh luôn đấy, thấy không? Mà do bọn em ấy thôi, chưa kịp ráp bô đó nha, rất là đẹp. Con này thuộc đẳng cấp ấy, nếu như 2020 con này cũng thuộc đẳng cấp ấy, không phải đơn giản đâu. Rất đẹp nha. Xe này thì đồ đạc rất là dễ, phụ tùng rất dễ thay thế nha các bác nha. Xe này phụ tùng thì cực kỳ dễ luôn, chẳng phải là dễ nè, cực kỳ dễ luôn. Thích hợp cho mấy bác mà thích rẻ tiền, vừa phải, không đắt lắm. Yamaha 2020 em vẫn cứ thích đời này, chạy nó lì, nó cũng mạnh nữa, vừa mạnh vừa lì, nó chạy hai bê tông 90 nha các bác nha. Có cái đèn sau đây luôn. Đấy. Đèn sau không biết còn sáng không? Và còn sáng. Đây nha. Cho em đấy không được. Cho em ghim cái này cũng được. Một tay làm nó rất là khó, các bác thông cảm. Đó. Nó rọi vô cái xe này. Đấy. Rồi. Đèn đóm đầy đủ. Đèn đuôi luôn. Thuộc đẹp lắm nha các bác nha. Xe bên em về toàn xe đẹp. Đấy. Rất đẹp nha. Thì video này giới thiệu các bác á, con này
đủ mà đất đai trong toàn đất Nhật này, mấy cái chốt cái có gì lạ lạ, có cầu chì này, không biết có được tờ tiền nào, biết đâu lại gặp được tờ tiền Nhật. Đánh đất thật chứ bởi kiếm được tờ tiền Nhật ấy cũng đơn giản này. Không có, đợt này mình không trúng kèo được ta tiền Nhật nè, đúng được mức Long Đền, nó đúng Nhật Bản, Nhật ấy là Nhật, thế mà đất mình cũng xuất khẩu. Nhưng mà 2020 nhá, rất đẹp. Thì thông số lúc sau của nó là chạy lúc 9.524 nha các bác nha. Em có điện thoại thôi kệ luôn. Giang Mai 2020 nha. Rồi để em để test máy lên cho các bác nghe. Cái máy của em đó, dòng này thì rất dễ sử dụng. Đèn ba cút đầy đủ hết, pen lên pen này nhá. Số bừa thì đang quay luôn. Rồi, để em cho các bác biết cái độ nhạy nổ của nó. Thôi, mất công ồn. Ở đây ồn nào người ta chửi. Rồi, tắt máy nó đi. Mất công. Cái giò nó không có bô. Cho nó có bô thì cũng test cho các bác biết độ nhạy nổ của nó. Nhưng mà không có bô thì thôi, mất công. Em đề lại cho các bác nghe này. Đập côn sẽ chạy 719 giờ nha. Rồi, tắt ga đi, tắt khỏi ồn, tắt ga khỏi ồn. Rồi thì giới thiệu các bác con này Giang Ma 2020 cực kỳ đẳng cấp, chung là thuộc đẳng cấp. Thì nếu như các bác mua thì phải hỏi cái con mà nó bị mất cái tem này này, bởi vì nhà đến mấy con lận, các bác hỏi đúng cái con mà bị xích mất cái góc đó, thấy không, xích mất cái tem đó thì alo là em đúng con này, giá là 45 củ nha các bác, cho một chiếc Giang Ma 2020. Rất đẹp. Rồi cảm ơn các bác coi video em nha. Thấy hay thì cố gắng đăng ký kênh em để nhận những video mới nhất về các loại máy móc nông nghiệp nha các bác nha. Rồi cảm ơn các bác.
cố gắng đăng ký kênh em, nếu như muốn mua xe thì coi video cho thật kỹ rồi em bán xe cho. Rồi nhớ alo em là phải nhớ nhắc đúng đời trên xe thì em mới nhớ, chứ hàng ngày em báo lên rất nhiều các đời xe nha. Rồi cảm ơn các bác.